Trời ơi, sao hai người đi chậm quá vậy? Anh hai nhìn bằng mắt thôi mà mua giày cho chị Hảo vừa quá ta. Lâu lắm rồi em mới vui như vậy đó. Anh hai phải giữ lời hứa là tuần về nhà 2 lần đó nha, không thôi là em với chị Hảo á giận anh hai luôn, không thèm quan tâm tới nữa luôn á. Ê, đừng có lôi chị vô mấy chuyện này nha, không có liên quan tới chị đâu đó. Sao không liên quan tới chị được? Chuyện của em cũng là chuyện của chị mà. Nhưng mà cậu phải coi lại đó là chuyện gì nữa. Hả? Hai người hồ nhan hiếp em hả? Quá đáng thiệt á. Lần sau mà có tìm đồng minh đó, phải nên hỏi ý kiến của người ta nha. Thôi em vô tắm đi, không thèm nói chuyện với hai người nữa. Thôi để tôi vô, tôi dọn lại phòng cho Đức nha. Tại vì lâu Đức không về á, tôi sợ gối nó đóng bụi. Hôm qua cũng có giặt rồi á, nhưng mà Công nhân xây dựng sao lại sợ chăn gối có bụi chứ? Ê xíu, đang nấu gì vậy? Ông tới đây chi vậy? Có chuyện gì hả? Mà sao ông biết tôi ở đây hay quá vậy? Ngồi đi. thì có chuyện mới nói. Trước khi anh Đức về, tao cũng trông coi tụi bay mà. Lỡ tụi bay ôm tiền bỏ trốn hay là làm phản, tao mà không biết chỗ ở, làm sao tìm được tụi bay? Ông cứ nói những lời khó nghe không hả? Vậy mà luôn miệng nói là hiểu đàn em, thương đàn em. Thương đàn em phải biết đàn em ở đâu chứ, phải không? Tao đâu có rảnh mà nói những câu đó. Ủa, má mày đâu? Má tôi đang nằm trong bệnh viện đó. Bác sĩ nói là má tôi bị thoái hóa cột sống nặng. Tiền trước giờ kiếm được á, chỉ đủ ăn với lại mua thuốc giảm đau lặt vặt thôi hả? Bữa trước anh Đức giúp em mua bảo hiểm, hôm rồi anh đưa má em vô bệnh viện nên hơi đỡ một chút. Vậy à? Vậy khổ cho mày rồi. Vô bệnh viện là tốn bộn tiền rồi. Có được bảo hiểm thì cũng đỡ một chút thôi. Anh Đức có chi tiền cho tôi sau mấy vụ đi thu tiền bảo kê đó. Anh còn đưa cho tôi thêm phần của anh nữa, nói với tôi là phải dùng tiền đó để chữa dứt bệnh cho má tôi. Tôi nói thiệt, tôi mang ơn của anh Đức nhiều lắm. Bộ có mình mày mang ơn ảnh chắc. Nếu không có ảnh á thì cô anh đã bị chém giết tiêu đời rồi. So với mày nè, tao mới là người mang ơn ảnh nhiều hơn. Ơn cứu mạng không phải là nhỏ đâu. Đối với tao á, mang ơn là phải nhớ suốt đời. Nhưng mà anh Đức gan lớn quá, dám đòi chia tiền với bà chủ đó. Tôi cản mấy lần rồi mà anh không chịu nghe. Tôi sợ là có chuyện xảy ra với anh Đức đó. Anh Đức thương mày lắm mà, sao lại không nghe lời mày khuyên chứ? Cứ thử một lần nữa coi sao. Bà chủ á, dù sao cũng chỉ là đàn bà thôi, dễ mềm lòng lắm. Ảnh mà năn nỉ một câu á thì có khi xong chuyện đó mày. Thì tôi nói rồi mà anh chưa chịu nghe đâu. Anh còn nói bà chủ giận thì làm gì được ảnh. Trời đất, đúng là anh Đức mà, thì cái gì cũng đơn giản. Thì tôi cũng nói y chang như ông nói gì đó. Tôi nói là bà chủ mà không để ý chuyện này đâu, bà sẽ tìm cách xử ổng. Vì mà anh Đức có nghe đâu. Ủa mà bà chủ ra lệnh được hả? Đâu có. Mà nếu có thì cũng đâu biết được. Mày cũng biết rồi, tao muốn đàn bà cũng chỉ là người xe dọc. Nhưng cái chuyện lớn đâu có được đâu mà. Ê, qua đây chơi mà không nói tao một tiếng, điện thoại gọi cũng không nghe, làm tao kiếm mày quá trời đó biết không? Ra ngoài hóng gió một chút, bộ chuyện gì cũng phải nói anh nè. Bà chủ kêu mày về nhà có việc, về lẹ đi. Anh về trước đi. Đi về liền cho tao. Ủa chị Hảo. Chị Hảo, đây là tiền tháng này nè, chị cầm đi. Thôi, ý chị nói là chị vẫn còn đủ tiền đúng không? Kệ, cứ cầm đi. Ở nhà đôi khi có chuyện này chuyện khác cần phải xài tiền. Nhưng mà nhà mình trước giờ không còn nhiều tiền như vậy, vẫn ổn mà. Ý tôi là nhà Đức. Em Hạnh nó chi tiêu rất là tiết kiệm, đa phần là
tôi tự mua cho nó không à, chứ nó không đòi hỏi gì hết á. Tôi là đàn ông, không hiểu hết được tâm tư và những nhu cầu của Hạnh, lại thường xuyên vắng nhà nữa, cho nên mọi chuyện ở nhà đành phải nhờ chị lo giúp giùm. Đức nói vậy tôi thấy trách nhiệm của mình lớn quá. Nếu như mà sau này tôi không có ở đây thì em Hạnh vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân của mình mà. Chị dọn đi hả? Chị Hảo ơi, hay là do tôi bắt chị phải làm nhiều việc trong nhà quá cho nên chị mới dọn đi phải không chị? Không, không phải vậy. Ý tôi là nếu như mà sau này tôi có chuyển đi nơi khác sống, thì cũng phải tới lúc tôi chuyển đi nơi khác sống chứ. Nhất định chị phải đi sao? Phải. Chị cứ ở cạnh bên anh em tôi mãi cũng đâu có được. Chị còn phải có cuộc sống riêng của chị mà. Tôi ích kỷ quá phải không? Xin lỗi chị, tôi đi nghe điện thoại. Chỉ cần Đức muốn, tôi cũng có thể ở bên cạnh anh em của Đức mãi như vậy mà. Sao? Mày nói cái gì? Bà tìm cách xử tao. Nó không nói, mà thái độ nó âm ừ. Mà thằng này lại không biết nói dối. Em thấy thái độ của nó khả nghi lắm. Có chuyện gì thôi cũng gọi điện thoại cho tao nữa. Mày rảnh quá ha. Cứ cho là bà muốn xử tao đi. Xử thì phải có cách. Anh cứ coi thường bà Tím như vậy là không có được đâu. Mình cẩn thận một chút vẫn hơn chứ. Ngày mai đại ca mang theo mấy thằng đó đi. Em á, em sẽ nhờ người coi chừng má em, rồi em đi theo anh. Thôi 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 đi, dẹp cái kiểu đàn bà đó đi. Ở đâu ra cái kiểu mà có chuyện chút xíu à, lo hết chuyện này chuyện kia. Nếu thật sự có chuyện, đem mày đi theo chắc chỉ quyết im xuôi à. Mày tự tin quá rồi đó. Anh muốn nói gì anh nói. Anh cứ coi thường em cũng được. Nếu như em không làm được gì thì em á sẽ cùng chết với anh. Tóm lại em nhất định phải đi chung với anh chuyến này. Dứt khoát là không cho mày đi. Ra giang hồ á, kiếm cơm á, là phải nói tới số má. Không có bản lĩnh á thì đừng bao giờ lấy đàn em ra lót cho mình. Mày nghĩ đi, những cái kiểu đàn anh như vậy trụ được bao lâu? Thật thạch đen là một tấm gương chưa thấy hả? Nhưng mà... Được rồi, tao biết cách tự lo cho tao. Mày cứ yên tâm chăm sóc cho má mày đi. Mà nè, mày tìm một chỗ nào cho anh em mình. Chỗ mụ Tím có bộ không ổn nữa đâu. Em biết rồi. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ được phép tiến về phía trước, không thể quay đầu lại nữa rồi. Đại ca, mấy hôm trước mình tới tụi nó còn ra mở cửa. Hôm nay vắng lặng vậy chắc có chuyện gì đó đại ca ơi. Có chuyện gì chứ? Lần trước á, tụi nó định gây chuyện, bị đại ca đánh một trận sợ gần chết. Tụi nó không dám giở trò nữa đâu. Cũng chưa chắc là nó không dám. Nhưng nếu như có dám, chưa chắc là được gì. Mà hôm nay em thấy có gì đó lạ lắm đại ca. Tụi mày cứ ở ngoài này, để tao vô trong. Không được, để tụi em vô trước cho đại ca. Khoan đã. Để tao vô trước. Dạ. Đại ca tỉnh rồi nè. Đại ca thấy trong người sao đại ca? Ồ, hồi nãy có mình tao bị đập. Sao tụi bay cũng bị nhấp trên đây? Không lẽ tụi em bỏ đại ca chạy trốn sao? Tụi em theo đại ca lâu vậy cũng có chút nghĩa khí giang hồ chứ. Đại ca ơi, nó nói xạo đó. Tại tụi em chạy không kịp đó đại ca. Tao đã sơ suất làm hại tụi bay. Mà tao nghĩ thấy cũng kỳ. Trước đây tụi này cống nộp rất đầy đủ,
có bao giờ dám phản kháng lại đâu. Không phải vậy đâu đại ca, bảy tụi mình bữa nay á là bọn Thanh Đen, chứ không liên quan tới chủ nhà đâu đại ca. Sao mày biết? Dạ đại ca, hồi nãy em thấy tụi nó kéo Nguyên Băng tới. Tụi nó nói là... Rồi, nói cái gì? Dạ đại ca, tụi nó nói là sẽ đại ca ra thành trăm khúc để rửa hận hôm trước. Thằng khốn kiếp, biết gì lần trước tao không tha cho nó đâu. Lần này thảm rồi đại ca ơi, mình bị nhốt ở đây chắc là tụi nó bố trí sẵn rồi. Em nghĩ lần này chắc mình chết chắc rồi đại ca. Đại ca, em còn trẻ, em chưa cấp giận. Em chưa muốn chết đâu. Đại ca, cứu em với đại ca. Mày rên rỉ đủ chưa? Chết cái gì mà chết. Kéo đi về tao ra. Kéo ra. Chứ bên phải. Nhanh lên. Tụi mày biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, tụi em biết rồi. Dạ, biết đại ca. Mày về rồi đó hả? Ngồi xuống tao biểu coi. Làm gì mặt mày chù ụ vậy? Bộ mày tiếc thằng đó lắm hả? Không liên quan gì tới nó. Tôi bực mình chuyện của tôi thôi. Giờ này tao nghĩ chắc thằng Thanh Đen xử đẹp nó rồi. Tự nhiên tao thấy trong người tao nó nhẹ nhàng ghê. Không biết tao có nên nghĩ là tao điện thoại cảm ơn thằng Thanh Đen một tiếng không? Thằng Xíu bây giờ đã thuộc về băng nhóm của nó rồi, không xài được nữa, có thể nó sẽ trở lại đây cắn mình đó. Mày phải xử lý nó cho tao. Bà chủ muốn tôi xử lý việc đó sao đây? Chưa đến nỗi bỏ hẳn. Mày đạp nó gãy một chân là được rồi. Kêu thằng khác làm đi. Chuyện đó ai làm cũng được mà. Bắt mới gì mà không làm. Địa bàn của mình có một băng mới tới quậy phá, tôi phải xử lý việc đó. Mày phải xử thằng Xíu cho tao. Sao phải là tôi? Từ khi nào mày nghĩ mày chống lại tao vậy? Mày biết tao nuôi anh em mày. Chuyện đó tôi biết rồi. Dẹp cái mặt hãm tài của mày đi. Mày đi kêu đám đàn em còn lại để tao phân công việc mới cho từng đứa, nghe chưa? Mày ngạc nhiên lắm phải không? Cũng đúng rồi. Cách đây không lâu, mày đánh cho tao một trận, thừa chết thiếu sống. Bây giờ bị cảnh này, mày bất ngờ lắm phải không? Thật khốn kiếp, mày tưởng mày dùng những thủ đoạn như vậy là mày thắng được tao sao? Tao có thể bóp nát mày như một con kiến, hiểu chứ con? Mày giết tao mà. Nó còn cơ hội kìa tụi bay. Lúc hồi nãy đánh mày, tao đã muốn tiễn dông mày rồi. Nhưng tao nghĩ lại, chết như vậy không rõ ràng, tao thấy tiếc cho mày. Người ta nói đúng, những thằng bất tài thường nói nhiều, đúng là thùng rỗng kêu to. Mày nghe rõ chưa Thanh? Mày chọc tức được tao cũng là giỏi rồi đó. Mày cứ cười đi. Lúc tao nói ra chuyện này thì mày không cười nổi đâu. Hôm nay tao bẫy được mày là phải cảm ơn một người. Người đó bị mày ăn chặn một nửa tiền bảo kê, và người đó không ưa mày nên bán mày cho tụi tao đó, hiểu chứ con? Mày giận lắm phải không? Nếu là tao, tao cũng giận đến thấu xương. Tao biết bà ấy lợi dụng tao để hại mày, nhưng tao cố tình để bà ấy lợi dụng tao. Hại chết mày là đàn bà đưa tiền đó, chứ không phải tao. Vậy là sao? Sao mà tao biết được? Mày làm tao sợ quá. Tao chuẩn bị quá kiếp cho tụi mày đó. Mày nhớ đó, cẩn thận. Đại ca.
Từ bây giờ trở đi, việc thu hồi nợ giao toàn bộ cho thằng cô anh. Mấy đứa hôm trước tao giới thiệu làm việc cho thằng Đức. Bây giờ tụi bay phải nói với tụi nó phải nghe theo lời thằng cô anh. Sẽ không có chuyện ăn chia 50-50 như lần trước đâu nghe. Sao? Tụi bay tính làm phản với tao hả? Ở đâu có cái luật mà chia 50-50 vậy? Phục tao không? Mày phục tao không? Tụi bay không phục tao chứ gì? Không phục, biết. Chuyện này á, cô đã bàn với lại anh Đức chưa? Sao tự nhiên thay đổi ngang xương vậy? Thằng Đức không biết điều, tao cho người xử rồi. Tụi bay á, nhìn cương tụi nó mà giữ mình. Tham lam tiền của tao. Chết cũng không được yên đâu. Mày nói cái gì vậy? Anh Đức nó bị làm sao? Mày làm gì anh? Tao đã mượn tay thằng Thanh đen xử nó rồi. Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Mặt khốn nạn, tôi giết bà. Mày bình tĩnh coi. Giết tao hả? Mày giết tao thì giết đi. Mày cũng là cái thằng vô ơn thôi. Nếu không có anh Đức, bây giờ đã chúa trên bàn thờ rồi, chứ còn được đứng đây để dạy tao sao? Tụi bay đâu? Lôi thằng này ra ngoài. Đập gãy hết hai chân nó cho tao. Đập luôn hai tay nó. Kể như đạp hết tới chuyện của nó. Bà chủ tha cho nó đi. Từ từ tôi sẽ nói chuyện với nó. Khỏi cần mày. Đừng có giả mèo không chuột. Anh đừng chết rồi. Tôi cũng không muốn sống nữa đâu. Bà không phải giết tôi đi. Được rồi. Tao sẽ cho mày tội nguyện. Tiếp tục xử trí hậu quả nó. Xem ra tôi chưa cần người hầu đâu. Đại ca. Tới hết rồi sao? Căng thái quá ha. Mày không tới tao. Đi được cái của tao không riêng cho mày đâu. Đi được con. Mày, mày muốn làm gì? Bà tính mượn tay người khác để giết tôi. Vậy có nghĩa là bàn tay của bà chưa được. Để lại làm gì? Chưa làm hiền đâu mà bà đã có rúm như vậy. Nhưng có điều này tôi không nói dành. Cơ bộ mặt không xứng là chủ của tôi nữa đâu. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ phụ trách việc bán bánh của bà. Tiền bạc phải nộp đầy đủ. Nếu không thì đừng trách. À, vậy còn tiền bảo kê thu được từ chỗ khác thì sao? Cái đó bà cũng muốn chia nữa sao? Không có. Tùy cậu thôi. Còn tiền của tôi bỏ ra cho vay lấy lợi hàng tháng á. Đó là tiền của tôi mà. Chia đôi. Bà hưởng một nửa. Một nửa? Cái này hình như không công bằng lắm. Thì tôi nói vậy thôi. Quyết định vẫn là quyền của cậu mà. Còn nữa, đám đệ tử này sẽ đi theo tôi hết. Có chuyện gì tôi sẽ chịu. Riêng cô anh và cô em đi theo tôi hay ở lại với bà thì tùy bà. Cái đó cũng được. Tôi bây giờ đâu có khả năng nuôi tụi nó nữa. Tùy. Còn điều cuối cùng tôi muốn khuyên bà, đừng gây ra những chuyện thị phi như hôm nay nữa. Nếu không,
Nam ơi, cho ly cà phê. Ê, thằng Đức nó kêu mày làm cái gì vậy? Sao là thằng? Anh phải gọi là đại ca mới đúng. Anh không nhớ hôm bữa đại ca đã xung phủ đột với tụi mình hay sao? Bây giờ mấy khu vực lòng vòng ở đây chỉ cần nghe tên đại ca Đức là phải xếp càng. Thời của anh em tụi mình qua rồi. Nhưng mà tao hỏi nó kêu mày làm cái gì? Nè, ở đâu vậy? Trong túi của bà chủ. Mày lại ăn cắp nữa hả? Tao đã nói với mày rồi, ở đâu cũng có quy luật của nó hết. Mày... Anh nói gì vậy? Đại ca móc từ trong túi của bà tím ra. Đây là tiền của tụi mình hưởng thôi mà. Anh nghĩ coi từ hồi nào tới giờ nè, ăn chia đâu có đàng hoàng. Ai cũng biết là ông nói rồi thôi. Nè, không phải tụi mình thôi đâu, cả tụi thằng xíu thằng còi, đứa nào cũng được chia hết. Làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều thôi mà. Mày nói thiệt không? Thiệt sống thiệt. Anh đúng là đây đâu phải là lần đầu. Siêu, suốt đêm mày không ngủ, tự kỷ hay sao mày? Cô em dậy đi. Vậy nghe tao nói cái này nè. Có chuyện gì mà tỏ vẻ nghiêm trọng vậy? Mày nghĩ sao nếu như tụi mình đề nghị đưa cho anh Đức lên làm đại ca thay cho mũ tím? Vậy là bức xúc về chuyện này á hả? Tôi biết là sống trên đời cần phải có nhân nghĩa, nhưng thiệt tình là mũ tím không đáng cầm đầu anh em tụi mình đâu. Ngôi vị đó phải thuộc về anh Đức. Tao cũng suy nghĩ về chuyện này mấy bữa nay rồi, nhất là sau vụ đụng độ với băng nhóm Phan Đen. Bà tím á, vừa ác vừa tham, không xứng đáng đưa tụi mình làm thuộc hạ. Tao thấy làm đảo chính cũng được đó mày. Vậy là tôi với ông cũng đồng lòng. Không biết là ý của cô anh như thế nào thôi. Bây giờ còn phải hỏi sao? Tao đã nghĩ đến chuyện này trước mày đó xíu. Ok, tao đồng ý, nhưng phải tiến hành ngay trong sáng nay. Nhưng tụi bay cũng phải niệm tình. Bả già rồi, đừng làm gì quá đáng. Tụi bay có thấy vậy không? Sao có mình mày vậy? Chứ bà muốn có thêm ai nữa? Ê mày, nghe nói tối qua tụi xóm dừa nó kéo qua, đứa nào đứa nấy giao búa đầy mình, mà thằng Đức vẫn nhào vô hả? Hả mày? Chị dữ vậy đó hả? Chà, lúc có bầu nó chắc bà má nó ăn gan rồng á. Còn mày nữa, lúc này mày có nói như ông trời vậy, riết rồi coi tao đấu ra gì nữa. Ủa vậy bữa hổm ai đẩy tôi qua cho nó? Được rồi, đừng có nói chuyện đó nữa. Ê, chuyện qua sao rồi, kể cho tao nghe coi. Đánh như phim. Nếu như không có thằng Đức thì thằng xíu hôm nay một là vô bệnh viện, hai là vô lò thiêu. Dữ vậy hả? Ủa, mà đợt chia hàng mới vừa rồi sao bà đưa nó có mấy triệu vậy? Thì dạo này á, hàng rất là khan hiếm, để mua bán được cũng rất là khó khăn. Rồi bao nhiêu thứ tiền chi ra, rồi tụi bay đến đây ở nè, tiền cơm nè, tiền nước, tiền điện, biết bao nhiêu tiền cũng... Ờ, tới rồi hả? Toàn bộ khu vực này có mình bà chia hàng, sao lại nó khó bán? Thì mà cậu Đức, có chuyện gì vậy cậu? Bà có biết chuyện tối qua thằng xíu xém một chút bị mất mạng, bà có biết tại sao nó thoát chết không?
Nhờ cậu lao vô đẩy nó ra, một mình xả hai thằng. Xíu nó công nhận nha, phước lớn mạng lớn. Không thôi thì bây giờ nó... Biết mọi người phải bán mạng. Nhanh lãnh đi. Bây giờ bà cũng ăn một mình đó. Bà làm gì có được không? Tại tôi đếm xong rồi tôi quên. Phần bà đó cầm đi. Cô Tím à, cô cũng lớn tuổi rồi, mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Chuyện làm ăn không còn như trước. Cô nên giao lại chuyện này cho người khác đi. Là sao? Mày muốn trút con của tao hả? Chỉ là thay đổi chút xíu thôi mà. Bộ cô không thấy có người khác xứng đáng hơn cả cô sao? Có nghĩa là tụi bay muốn... Cô Tím à, để cho Đức làm đại ca đi. Cô cũng nhẹn phần xác, tụi con cũng đỡ lo sợ. Nè, mấy người làm gì vậy? Tôi đâu có ham hố vụ này đâu. Tôi chỉ cần mọi thứ anh chỉ công bằng thôi. Anh Đức, tụi em đã thống nhất là sẽ bầu chọn anh làm đại ca. Tụi em chỉ mong như vậy thôi, cho nên anh đừng có từ chối. Vậy thì chúc mừng đại ca. Em gái một bên rồi phải không? Nói chuyện tào lao không à. Nè, quà bữa trước anh hai tặng cho em á, em có thích không? Dạ thích. Nhưng mà tháng này là anh hai mua quà cho em lần thứ 3 rồi đó. Bộ anh hai trúng mánh hả? Trúng mánh? Em học cái từ này ở đâu vậy? Anh hai, em bây giờ là sinh viên đại học rồi đó, không còn là con nít nữa đâu nha. Em nói là anh hai trúng mánh, anh hai làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Như vậy hả, là anh hai còn ngạc nhiên dài dài. Anh hai à, sao dạo này á em thấy anh hai lạ lắm á. Anh hai đi làm ở công trường xây dựng, dù là được lãnh trọng trách giám sát vật tư,
thì cũng là thêm một đầu lương nữa thôi. Ở đâu mà anh hai có nhiều tiền dữ vậy? Mới có mấy tháng à mà nhà mình sắm đủ thứ đồ mới á, tiền bạc thì xài dư dả. Em nghe chị Hảo nói á, anh hai còn tính sửa nhà nữa. Không lẽ anh hai không lẽ anh hai trúng số? Cũng có chút chút trúng số. Nhưng mà vô lý. Hồi đó giờ anh hai đâu bao giờ mua vé số đâu. Em nhớ má dặn á, không có được cờ bạc đánh đề. Mấy cái đó chơi riết là ghiền á. Anh hai cũng hứa với má rồi mà. Làm gì nhìn em dữ vậy? Thành ơi, em càng lớn em càng giống má. Nét mặt, nụ cười, giọng nói. Em xin lỗi, em làm anh hai buồn. Không phải tại em. Anh em con nhớ ba má quá. Chán thiệt đó. Chị Hảo. Ủa? Sao Đức ở đây? Sẽ bị gì vậy? Hư đề rồi. Anh Đức nè. Ưu tiên phụ nữ, chị nói trước đi. Cũng may là có Đức đó, chứ không thôi thì... Mà hôm nay sao Đức tới đây vậy? Hành đi sinh nhật. Nó nói là học ngoại ngữ gần đây. Cái tôi đi lang thang rồi tôi tới đây luôn. Tăng 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 tăng. Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho. Tăng 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 tăng. Mày hết tiền hồi nào mà mày gào mày thét dữ vậy? Thì tôi hát giùm cho cô không được hả? Mày ngon rồi, tới mày còn sóc họng tao nữa. Thôi đi cô, nghe nói là mấy thằng bụi đời bên xóm dừa nó lũ lượt kéo qua đây nè, lại lục cô để lấy hàng. Có lỗ miếng nào đâu mà nhăn nhó cho ảnh hưởng da mặt vậy cô? Mày thiệt á. Cậu Đức. Trời ơi, mới nhắc cậu tới liền à. Hôm qua cái tụi xúm dừa nó kéo tới đông lắm cậu. Đứa xách mã, đứa xách hàng. Trời ơi, mà tôi cũng sợ gây chú ý nên đâu có dám làm gì đâu. Tôi muốn cô tím dẹp cái chuyện bán hàng đó đi. Cô không nghe, phải đành chịu. Cứ đu theo rồi có ngày trước quả vô thân. Đã nói là còn nhiều cách kiếm tiền khác mà cô không nghe, sau này đừng có hối hận. Cậu Đức kiếm mấy món khác thì cũng được, nhưng mà không có lợi bằng món này đâu. Tôi không bỏ được đâu cậu. Tuy, nhưng đây là chỗ đi lại làm ăn của anh em. Đừng để chỉ một mình cô mà bị hốt ổ, giải bớt đi. Ê,
Nói vậy là sao? Thì là vậy đó chứ sao. Cô cũng biết là anh không ưa mấy cái vụ này mà. Tóm lại á, đừng có làm trái ý của anh. Cô biết tính của anh rồi đó. Đi. Bà mẹ mày, thời buổi mà đảo lộn tụt vèo lên hết trơn vậy. Tao mà gặp thời trở lại hả, tao lôi từng thằng phản tao hả. Tao để em làm cho, ngày nào chị cũng làm hết giờ. Thôi, để chị làm được rồi. Chiều nay em thi rồi đó, em học bài sao rồi? Em đã hứa với chị rồi, là chắc ăn luôn. À, mà tối qua Đức không về nhà hả? Dạ, anh hai nói là nhiều việc quá phải làm đêm. Em nghĩ á, công việc của anh hai không có nhẹ nhàng đâu. Sao em nói vậy? Tại hôm bữa em thấy tay anh hai còn chảy máu, mà ảnh muốn giấu nên em không có dám hỏi. Cũng may là vết thương nhẹ thôi. Lúc anh hai ngủ em lén coi rồi. Em đã nói với anh hai là làm việc ít ít lại. Bây giờ em học cũng đâu có bận lắm đâu, em có thể đi làm thêm để phụ ảnh chi phí trong nhà mà. Rồi nếu như mà em học tốt á, em lãnh học bổng, nhà mình đỡ tốn hơn nữa chứ. Vậy mà em nói hoài ảnh không có chịu. Chị giúp em đi, chị nói với ảnh một tiếng giùm em được không? Đại ca, có nhận lời không? Có chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì nữa vậy? Lại có biến nữa hả? Xíu. Đại ca đang suy nghĩ, mày cứ hỏi lung tung hoài vậy. Vũ trường xanh xanh từ trước đến giờ, ai đứng đầu địa bàn? Em đành anh. Anh có nhớ cái hồi mình đi bán bánh tiêu á, mình hay gặp cái thằng mà nó hay dắt cái chai rượu đế ở trên lưng quần không? Thằng đó là thằng chính sĩ. Nó lăm le cái vũ trường xanh xanh này từ lâu rồi. Đúng rồi đại ca, thằng đó em biết. Nó bảo kê không chính thức cho vũ trường xanh xanh cả năm nay rồi. Làm bảo kê chỗ khác, đụng vô không dễ ăn đâu. Thì ra là thằng chủ vũ trường xanh xanh muốn mượn tay tao để giết thằng chính sĩ. Cũng giỏi tính lắm. Tối nay như đã hẹn, tao sẽ đến đó một mình. Không được đâu anh, ở đó đông người của tụi nó lắm. Anh tụi nó một mình rất nguy hiểm. Để em đi chung với anh. Khỏi. Vụ này tao tự biết cân nhắc. Tao rất hứng thú với những thằng nguy hiểm như vậy. Nhưng mà nếu tụi bạn muốn đi cùng thì cũng được.